Ngày 1 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Iraq Abdul Amir Asama công bố kết quả điều tra chính thức của chính phủ về vụ cháy thảm khốc đám cưới tại thị trấn Hamdaniya thuộc tỉnh Nineveh phía bắc Iraq, khiến hơn 100 người chết và hơn 150 người bị thương, theo hãng tin Reuters. Theo đó, nguyên nhân gây ra vụ cháy là do sơ suất nghiêm trọng của chủ sở hữu hội trường đám cưới và ba nhân viên khác, trong đó có việc đã chứa quá số người quy định. Hội trường nơi xảy ra vụ cháy chỉ có sức chứa tối đa 400 người trong khi có đến 900 người có mặt tại địa điểm trên hôm xảy ra vụ cháy. Ngoài ra, thiết kế của trung tâm sảnh cưới cũng vi phạm các yêu cầu hướng dẫn an toàn. Theo cơ quan phòng vệ dân sự Iraq, sảnh cưới nơi đám cháy bùng phát được bao phủ bởi các tấm ecobon giá rẻ rất dễ cháy. Những sơ suất nghiêm trọng đã vô tình khiến vụ cháy xảy ra. Việc hội trường đám cưới sử dụng các vật trang trí dễ cháy nổ cũng khiến ngọn lửa lan ra nhanh chóng, ông Samari tuyên bố. Theo kết quả điều tra, Ngọn lửa bùng phát khiến những người đến dự tiệc mắc kẹt bên trong sảnh cưới. Các đội cứu hộ đã phải vật lộn để tiếp cận những người bị nạn vì có rất ít lối thoát hiểm và những cửa thoát hiểm tại hội trường này rất nhỏ. Tính đến hết ngày 1 tháng 10, có ít nhất 150 người bị thương và 107 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Hội đồng điều tra đã đề xuất chính phủ những biện pháp hỗ trợ tài chính cho gia đình của những người chết và bị thương. Thủ tướng Mohamed Sia al-Sudani đã đến thăm các nạn nhân của vụ cháy tại hai bệnh viện địa phương và cam kết buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm cho hậu quả này. Ngoài ra, ông Mohamed Sia al-Sudani đã tuyên bố ba ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng này. Hỏa hoạn kinh hoàng tại một tiệc cưới hôm 26 tháng 9 ở quận Hamdaniya, tỉnh Niger, đông bắc Iraq, khiến 114 người chết và hơn 150 người bị thương, gồm cô dâu và chú rể. Số thương vong khả năng sẽ còn tăng đài TRT World đưa tin. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 45 phút giờ địa phương và hàng trăm người có mặt tại tiệc cưới. Theo TRT World, nguồn cơn đám cháy có thể là do đốt pháo bông trong bữa tiệc. Phòng tiệc lại có trần thấp, được thiết kế bằng vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh khiến cấu trúc nhà đổ sập. Thêm nữa, phòng chỉ có một lối thoát duy nhất khiến nhiều người mắc kẹt. tờ The New York Times cũng dẫn lời truyền thông Iraq rằng theo dân quân Iraq, bên trong và ngoài sảnh cưới được trang trí bằng tấm ốp rất dễ cháy và điều này là bất hợp pháp ở nước này. Hiện chưa rõ vì sao chính quyền lại cho phép sử dụng tấm ốp như vậy ở trong hội trường. Mặc dù một số loại tấm ốp có thể được làm bằng vật liệu chống cháy, nhưng các chuyên gia cho rằng những loại tấm ốp đã bốc cháy ở sảnh cưới và cháy ở nơi khác không được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn. Văn phòng Thủ tướng Mohammed Sia al cho biết trong thông báo sáng ngày 27 tháng 9 theo giờ địa phương rằng Bộ Y tế và Nội vụ Iraq đang hỗ trợ các nạn nhân của vụ hóa hoạn. Tối ngày 26 tháng 9 xảy ra vụ hóa hoạn kinh hoàng tại một tiệc cưới ở quận Hamlaniya, tỉnh Nineveh, đông bắc Iraq. Phó thống đốc tỉnh Nineveh, ông Hassan al-Anlak nói với hãng tin Reuters rằng 113 người được xác nhận là đã thiệt mạng. Theo truyền thông Iraq còn có hơn 150 người bị thương. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết Vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 45 phút giờ địa phương và hàng trăm người có mặt tại tiệc cưới vào thời điểm xảy ra vụ việc. Theo truyền thông Iraq, nguyên nhân được cho do pháo bông được đốt trong lễ cưới, ngọn lửa lan ra thiêu rụi một hội trường tổ chức sự kiện lớn. Thông tin sơ bộ cho thấy tòa nhà nơi tổ chức tiệc cưới được xây bằng vật liệu dễ cháy nên càng khiến lửa lan nhanh dẫn đến sập nhà. Chính quyền Iraq và khu vực bán tự trị của người Kurd ở Iraq đã điều động đội y tế và xe cứu thương tới hiện trường đội cứu hỏa tích cực làm việc tại hiện trường và tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Ngày 24 tháng 9, một vụ cháy đã xảy ra tại mỏ than Thiêu Sơn Thọ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khiến 16 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do băng truyền tại mỏ than bị bốc cháy. Tân Hoa xã dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Quý Châu. Ngọn lửa bùng phát tại mỏ than Sơn Thiêu Thọ vào khoảng 8 giờ 10 phút. Thông báo của chính quyền địa phương cho biết các nhân viên cứu hộ đã dập tắt ngọn lửa và nhiệt độ tại hiện trường đã trở lại bình thường. Ngoài ra chính quyền địa phương không cung cấp thông tin chi tiết về việc ngọn lửa xuất hiện thế nào, quá trình chữa cháy ra sao. Theo hãng tin AFP, mỏ than sân tiêu thọ nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 3.600 km về phía Tây Nam. Trước vụ cháy trên, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại các mỏ khai thác của Trung Quốc. Theo đó, trong năm 2022, nước này đã chứng kiến 168 vụ tai nạn liên quan đến các mỏ khai thác, khiến 245 người thiệt mạng. Ngày 22 tháng 9, một vụ cháy và nổ lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thiết bị chơi gôn ở Bình Đông, đảo Đài Loan, Trung Quốc. Vụ việc khiến một người chết, 10 người mất tích và gần 100 người bị thương, theo hãng tin Reuters. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 17 giờ 30 phút giờ địa phương. Theo tờ Mirror, đám cháy từ nhà máy đã lan ra nhiều nơi tại khu công nghiệp công nghệ Bình Đông. Nạn nhân thiệt mạng là một lính cứu hỏa. Một phần của nhà máy đã đổ sập sau vụ nổ, làm nhiều người bị mắc kẹt. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ dập lửa. 34 xe cứu hỏa được điều động. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Cơ quan nội vụ Đài Loan đã đưa ra các biện pháp để ứng phó khẩn cấp với thiệt hại do đám cháy gây ra. Người đứng đầu cơ quan này đã hủy các lịch trình làm việc để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Chính quyền Bình Đông đã đặt khu vực này vào tình trạng khẩn cấp và cảnh báo các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân. Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân gần khu vực cháy ở trong nhà đóng cửa sổ và đeo khẩu trang. Nhà máy bị cháy chủ yếu sản xuất bóng chơi các nguyên liệu chính được nhà máy sử dụng trong quá trình sản xuất gồm cao su, chất kết dính, sơn nước. Tờ USA Today đăng video quay cảnh một nhà nổi ở hồ Powell, bang Utah, Mỹ, bốc cháy hôm 13 tháng 9, vụ việc khiến 29 người trên nhà nổi phải nhảy xuống nước để thoát thân. Nhà chức trách cho biết sau khi thấy khói bốc lên từ nhà nổi, một số tàu thuyền gần đó đã chạy đến xem xét tình hình. Những người nhảy xuống nước được đưa lên các tàu thuyền này và được đưa vào bờ sau đó. Vụ việc khiến nhà nổi bị cháy rụi May mắn là không ai bị thương sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Giới chức địa phương cho biết, thương vong trong vụ cháy tòa nhà cao tầng ở thành phố Johannesburg, Nam Phi hôm 31 tháng 8 đã lên đến 73 người chết, hơn 50 người bị thương, theo đài CNN. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 1 giờ 30 rạng sáng ngày 31 tháng 8 giờ địa phương, trong lúc nhiều người bên trong tòa nhà đang ngủ say. Đám cháy hiện đã được dập tắt, nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng, nhưng lực lượng chức năng không cho đây là hành động cố ý Người phát ngôn dịch vụ khẩn cấp thành phố Johannesburg, ông Robert Mulozzi cho biết các đội cứu hộ đã kiểm tra từng tầng của tòa nhà để tìm kiếm những người sống sót và đưa các thi thể nạn nhân ra khỏi tòa nhà. Ông Mulozzi nói rằng nhiều người sống tại tòa nhà nhưng không khai báo khiến việc tìm kiếm nạn nhân trở nên khó khăn hơn. Theo giới chức thành phố, có 141 hộ gia đình, gồm cả người nước ngoài, bị ảnh hưởng vì thảm kịch nhưng chưa thể xác định chính xác số người bên trong tòa nhà. Người dùng trên nền tảng X, tên gọi mới của Twitter, đăng tải video quay cảnh một vụ cháy lớn xảy ra trong toa tàu đang đậu ở thành phố Madurai, bang Tamil Nadu, Ấn Độ vào ngày 26 tháng 8. Theo đài NDTV, vụ việc khiến 10 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Theo thông báo của cơ quan đường sắt miền Nam Ấn Độ, ngọn lửa bùng phát lúc 5 giờ 15 phút và được khống chế lúc 7 giờ 15 phút giờ địa phương. Nguyên nhân ban đầu được cho là do hành khách lén mang mình ga lên tàu để pha trà. Cơ quan đường sắt miền Nam Ấn Độ không tiết lộ số người có trong toa vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Tuy nhiên cơ quan này cho biết nhiều người đã kịp thời thoát ra ngoài khi thấy ngọn lửa bùng phát trong toa tàu. Theo DNTV, thân nhân mỗi hành khách thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nói trên sẽ nhận được 1 triệu rup, tức hơn 12.000 đô la Mỹ tiền bồi thường.